Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, mới đây Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã tổ chức giải khiêu vũ thể thao các câu lạc bộ tỉnh Hưng Yên năm 2020. Tham gia giải có trên 100 vũ công đến từ 12 câu lạc bộ khiêu vũ trên địa bàn tỉnh. Các vũ công thi đấu theo luật thi đấu của Liên đoàn khiêu vũ thể thao quốc tế với 3 nội dung gồm: thi đấu đơn, thi đấu đôi, thi đấu tập thể. Ở nội dung thi đấu đơn, các vũ công tranh tài ở hai nhóm tuổi với 3 điệu nhảy: cha cha cha, zumba và jai. Nội dung thi đấu đôi, các vận động viên chia thành 5 nhóm tuổi tranh tài các điệu nhảy cha cha cha, zumba và slovan. Thi đấu tập thể chia thành 2 nhóm tuổi, tối thiểu mỗi nhóm có 6 vũ công hoặc 4 đôi vũ công, lựa chọn bài thi trong 10 điệu nhảy dance sport tiêu chuẩn. Theo đánh giá của ban tổ chức, các vận động viên nữ công đầu tư công phu, bài bản từ trang phục đến kỹ thuật thi đấu và cống hiến cho khán giả những màn biểu diễn đẹp mắt mang tính chuyên môn cao. Kết thúc giải, ban tổ chức trao nhiều bộ huy chương cho các vận động viên nữ công xuất sắc. Vừa qua, đoàn thể thao Hưng Yên tham dự giải vô địch cúp võ cổ truyền toàn quốc năm 2020 tại tỉnh Gia Lai với 8 vận động viên và đã giành được 1 huy chương vàng, 2 bạc, 3 đồng. Vận động viên Nguyễn Thị Nguyệt đã xuất sắc khi giành được 1 huy chương vàng và 1 huy chương bạc ở nội dung đối kháng và quyền tay không nữ. Ở giải vô địch boxing toàn quốc 2020 tổ chức tại Bắc Ninh, đoàn thể thao tỉnh ta cử 2 vận động viên tham dự và giành được 1 huy chương vàng, 1 huy chương đồng. Huy chương vàng thuộc về vận động viên Đào Thị Huệ, hạng cân 60 kg. Môn bóng đá đang được nhiều trẻ em ở xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào yêu thích và chơi thường xuyên. Tất cả 7 thôn trong xã đều có đội bóng đá nhi đồng, mỗi đội có từ 10 đến 15 cầu thủ nhí. Cùng với đó, các thôn đều có sân bóng, trong đó có 3 sân cỏ nhân tạo dành cho trẻ em chơi bóng đá miễn phí vào giờ cố định hàng ngày. Hàng năm, Ủy ban nhân dân xã Hòa Phong kết hợp cùng với trường tiểu học xã tổ chức giải bóng đá nhi đồng nhằm tạo sân chơi bổ ích cho trẻ em, khích lệ phong trào, đồng thời tuyển chọn các em có năng khiếu bóng đá để bổ sung cho đội tuyển bóng đá nhi đồng của thị xã Mỹ Hào. Nhằm đẩy mạnh phong trào bóng đá học đường, trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành, thành phố Hưng Yên đã đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng sân cỏ nhân tạo từ đầu năm học 2020-2021. Sân cỏ tổng diện tích trên 1.000 m², đáp ứng nhu cầu vui chơi thể thao của học sinh, đẩy mạnh phong trào bóng đá, khơi dậy niềm đam mê của các em với môn thể thao vua. Qua đây cũng là điều kiện để tìm kiếm và phát triển tài năng bóng đá trẻ, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và phát triển toàn diện cho học sinh trong trường. Những năm gần đây, phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn thị xã Mỹ Hào phát triển khá mạnh, trong đó nguồn lực xã hội hóa đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao đời sống văn hóa, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí cho người dân. Phường Dị Sử hiện có 9 tổ dân phố với trên 3.000 hộ dân sinh sống và làm việc. Nhiều năm qua, các hoạt động văn hóa thể thao của người dân tại đây thường tập luyện ở đình làng, các cháu nhỏ thì đá bóng dưới lòng đường rất dễ gây tai nạn. Xuất phát từ lý do đó, nhiều nhà hảo tâm tại địa phương đã quyên góp gần 20 tỷ đồng đầu tư xây dựng sân bóng nhân tạo, bể bơi, giúp người dân có điểm vui chơi lành mạnh, bổ ích. Các cháu là thường xuyên, một tuần cháu đá 3-4 buổi. Cảm ơn các nhà hảo tâm và các cấp chính quyền tạo điều kiện cho các cháu có một cái sân chơi, rèn luyện sức khỏe, học tập tốt, không phải chơi game. Những năm gần đây, phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao tại thị xã Mỹ Hào được cấp ủy chính quyền rất quan tâm. Ngoài đầu tư xây dựng đều từ ngân sách nhà nước, việc huy động nguồn xã hội hóa cũng được chú trọng. Tập trung nguồn lực chính là vận động những người con đi làm ăn xa quê, các nhà hảo tâm hay một số doanh nghiệp trên địa bàn. Nhờ đó, tỷ lệ người dân tham gia luyện tập thể dục thể thao tại các xã phường tăng trên 70% với bộ môn như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, dưỡng sinh. Không chỉ giúp nâng cao sức khỏe cho người cao tuổi, trung niên, thậm chí là cả cháu nhỏ, giúp hạn chế được tình trạng phụ thuộc vào các loại hình giải trí trên TV, smartphone. Trong những năm qua thì cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương thì thể dục thể thao nói riêng cũng được các cấp các ngành quan tâm. Việc huy động xã hội hóa để làm công tác thể dục thể thao của Mỹ Hào cũng được phát triển rất là tốt để tạo một cái sân chơi, cái cơ sở vật chất cho toàn thể nhân dân. Ngoài ra thì các cái giải thể thao phong trào từ địa phương tới thị xã thì chúng tôi cũng huy động nguồn xã hội hóa cùng với nguồn kinh phí của nhà nước. Có những giải rất là chất lượng, ví dụ như giải bóng đá thanh niên, giải quần vợt của thị xã Mỹ Hào, có thể nói huy động đến hàng trăm triệu. Từ đó thì khích lệ các cái vận động viên tham gia tích cực hơn, từ đó phát triển được phong trào thể thao quần chúng tốt hơn. Tới đây, bản tin thể thao tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
100% dây chuyền công nghệ đồng bộ từ châu Âu. Ống nhựa Shulman, chuyên gia ống trong tường.